Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái hồ sen ở sau chùa Phật Lớn. Nếu mà có dịp ghé ngang thành phố Gạch Giá thì chúng ta nên ghé cái hồ sen này, thì nó cũng gần ở trung tâm thành phố, thì nó nằm trên đường Quang Trung, cách trung tâm thành phố không có xa, khoảng 1 km đổ lại thôi các bạn ạ. Đây là những cái đốt sen đã nở. Thì hồ sen ở đây là tương đối rộng, thì nó khoảng hai hoặc ba công đất ha. Dạ. Ở đây thì các bạn thấy những cái cây thốt nốt, ở đây có khoảng được 3 4 cây gì đó. Xen lẫn với sen thì có lục bình. Thì nó cứ hòa lẫn với nhau. Sen thì những đó hiện giờ đã nở tương đối là rộ rồi, một số búp thì chưa có nổi. Cái này mình đang zoom hơi xa nè các bạn. Thì mình sẽ đi lên đầu trên này, các bạn sẽ thấy rõ các loại sen này hơn nha. Đây là mình đi đang dọc ở phía sau. Phía sau là giáp với chùa luôn. Đây là ở bên ở phía đầu. Ở đây sen thì khi mà các bạn nhìn thì sẽ thấy, có cảm giác sẽ thích hơn. Chút nữa mình sẽ đi qua phía bên tay phải. Đây là phía bên tay phải là đối diện với phía sau chủ chùa luôn. Chúng ta có thể đi xung quanh cái ao sen này luôn, ở phía bên bên tay phải bên màn hình đó, thì đi bọc qua phía sau chùa lại cũng được. Ở đây thì có những cái cọng cỏ lau, cỏ nhìn rất đẹp. Phía xa thì các sư đang đi dạo xung quanh chùa. Đây mà mình sẽ quay cận cảnh một cái bông sen đang nở nè. Nếu mà các bạn mà có các máy cơ, có máy ảnh, các bạn có thể đi chụp ảnh hoặc là đi quay phim hoặc là có thể dùng điện thoại để selfie.
Tại vì mình quay vào buổi chiều rồi nên cái hình nó lên không được đẹp lắm, nhưng mà mình sẽ để chế độ 4K để cho các bạn nhìn được rõ hơn. Địa chỉ của cái hồ sen này thì mình sẽ để ở phía dưới của cái YouTube và đưa địa chỉ sẵn để mà các bạn đi thẳng tới đây. Nếu mà có cái thắc mắc gì đó thì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi các thông tin về Kiên Giang cũng như là các chia sẻ tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.